Đêm về thôi, chỉ khoe hương sắc giữa trắng muộn. Cánh hoa mộng manh trắng trong đến vô ngần, đẹp nhưng sao ngăn nguội vô thường. Mùi hương bay theo gió có vơi đến nơi phương xa vời vợi, tìm dùm một ngày hạnh phúc. Sương đêm cũng tan dưới mặt trời, vì sao hạnh phúc mãi trốn tìm. Tía, vô trong kia mua vé đi. Ở trong đó không có cho xe ôm vô. Thôi bay về cẩn thận nha. Trời ơi, lo cho tía kìa. Con người trâu vật còn không chết nữa, tía lo làm chi cho mệt. Nói vậy nghe vậy thôi, chứ cái bộ không có dễ ngươi được đâu. Con biết sức con mà. Nhắm quẩn quẩn về Vĩnh Long chơi, sẵn là thăm tranh luôn ha. Tại con kẹt giải quyết chiếc xe bên công an, chứ nó không còn về với tía chơi hôm nay luôn rồi. Để hôm nào chi. Thôi bay về lo công chuyện đi ha. Dạ, tía, tía cẩn thận nha, coi chừng tủ sách đó. Tía biết rồi. Thôi bây về ha. Dạ, dạ, tía về mạnh khỏe nha. Dạ, con về. Cẩn thận nghe tía. Đấm mạnh mạnh xíu coi, đấm gì như phổi bộ vậy trời. Vậy thôi. Tính giết chồng hả mày? Ông vừa vừa phải phải thôi nha. Mới sáng á, không cho làm gì hết á, đấm bóp cho còn nhẹ với mạnh nữa. Thôi, tôi đi kiếm cơm đây. Chưa có đấm đã mà đi đâu vậy? Đấm tiếp đi. Đi mần móng tay chứ đi đâu? Hay hôm nay có ăn không? Hay không tính nhịn đói? Cãi cái giọng phan ngang bữa củi á, tao đập vô mặt mày bây giờ á. Đấm đi. Nhẹ nhẹ thôi. Đấm tiếp đi. Thôi nha, đừng giỡn trò nha, nay mệt rồi đó. Vậy phải được không? Bữa nay mới học chiêu mới hả? Đã quá. Đau rồi. Thấy ghét xì ke mà làm gì ông hoàng bị đặt đấm bóp. Ủa? Ba hả ba? Bữa mà đánh con có đau không? Đau sao không đau? Ba xin lỗi con nghe. Người ta nói là làm cha con có kiếp này không có kiếp sau. Con tiểu la thành của ba đâu, con bán cho ai? Bán cho ai đâu mà bán. Sao ba nhây quá? Cái thằng khốn này, thằng Lem nó thấy rõ ràng mày bồng con gà tao qua sống gọi mã nè. Thằng mất dạy đó làm cho tôi với ba xích mích. Ba nghe lời nó làm chi? Để tôi qua tôi sáng cho nó mấy bạt tay là xong chứ gì. Nè nè nè, thôi đi. Nó là con nít,
Nó thấy sao nó nói vậy á? Mà ông lấy thì ông nhận đi. Mày đặt hùng hổ chi vậy? Mày hả mày? Tao là chồng mày, mày không binh, mày binh nó là sao? Mày có tin tao giết mày để dòng họ mày tới hốt xác mày không? Được đó, ông giết tôi luôn đi, ông giết luôn đi. Đó, vừa lòng ba chưa? Ba qua đây quậy làm chi á, cho vợ chồng tôi xào xáo á. Mày dở giọng luôn manh hả mày? Mày ăn dạ hả mày? Bây giờ ba muốn làm sao ba mới chịu đây? Bây giờ ba ngon á, ba giết tôi đi. Nè tôi nè, ba giết tôi mày đi. Tao không dám hả mày? Hả mày? Tao giết mày nè. Ba ơi, ông Sơn Chiến giết người. Ba ơi, nó đâu? Mày giết con mày hả Chiến? Tên cho mày đó nghe, chết độ chết phước đi. Còn không hả, có ngày tao báo công an còng đầu mày vô trại cai nghiện á. Mày đi mày. Ây da, trời ơi, trời ơi là trời, đau quá à. Bưng vô nhà bà Út đi nghe. Dạ. Bà ba. Hả? Cho con hai tô hủ tiếu mì. Chà, nay sợp chữ ha. Ê, có tiền trả không con hay là thiếu đây? Bà ba yên tâm, tiền bao la. Chà, sợp chị hại rồi, chờ chút. Ê, bữa nay là tiền ai nấy trả, tao không có bao mày đâu á. Tao đang hẻo lắm. Thì tôi bao. Mày bộ vô mánh hả? Ờ, vô mánh cái gì, tôi để dành á. Ngon vậy, còn có tiền để dành nữa. Có mấy chục à. Đủ tiền trả tiền hủ tiếu không đó? Đủ. Nè, mà tôi có vụ này quên nói với ông. Vụ gì? Bữa hôm qua tôi nghe ông hai gì đó rủ đại ca về quê ông chơi vài ngày á. Rồi sao nữa? Thì đại ca chịu chứ sao. Nhưng ông đang bị thương mà. Thì bởi vậy tôi mới nói. Sao mày không cản ông lại? Tôi là con nít con nôi, sao mà cản được. Tối hôm qua có chú đã đỡ rồi. Sao mày không kêu tao sớm? Kêu cái gì, tôi mới vừa ra khỏi cửa là gặp bà nội. Chắc đi kiếm ông á. Bà nội mày kiếm tao làm chi? Không phải bà nội tôi, mà là bà nội nhỏ, má của ông á. Bà không có kiếm tao làm gì đâu mày ơi. Ông không tin thì thôi, bà qua nhà đại ca. Không kiếm ông, không lẽ kiếm đại ca. Chắc bà nghi ông đi qua chăm sóc đại ca, không chịu đi mừng kiếm tiền chứ gì. Ê, rồi mày có nói gì không đó? Trời ơi, chú làm như tôi ngu lắm không bằng vậy á. Tôi nói chú đi quánh về ở mấy quán nhậu á, không có ở đó. Nè. Ừ, mày khôn đó. Cảm ơn bà ba. Nè con, tụi bay có qua thăm thằng Tâm không vậy? Dạ có. Nó khỏe chưa? Dạ rồi, dạ khỏe nhiều rồi. Bữa qua báo đăng là bắt được cái đám cướp xe rồi đó. Vậy đó hả? Dạ. Ê, lo ăn đi, nhiều chuyện quá. Xưa, sao mày ơi, giấu giếm gì mày ơi. Tao nghe nó kiếm được xe tao mừng giùm nó. Đâu phải là nhiều chuyện đâu, mày làm thấy ghê vậy. Gì mừng, mà ai biết ông mèo có mừng không? Mắc công á, lại kiếm chuyện người ta. Mày nói vậy là sao? Mày nói ý là thằng mèo nó có dính dấp vô cái vụ thằng Tâm bị cướp xe hả? Tôi nói phong long vậy thôi. Bà mẹ, nó có giọng móc họng không à? Ghét, bữa nay mắc cái chứng gì, gặp có chuyện gì đâu không à? Ủa, đại ca. Đại ca. Hai đứa bay sang quá ha, ăn sáng ăn hủ tiếu rồi ha. Đại ca, sao em nghe thằng Lem nói á, đại ca về quê ông hai rồi. Ừ, tính đi, nhưng mà còn chủ chiếc xe, công an á kêu lên phường đi giải quyết. Vậy mà em cứ tưởng Lem nó nói xạo. Không có đâu, nó nói thiệt chứ xạo gì. Tâm nè, nghe nói kiếm được cái xe rồi hả con? Dạ. Trời ơi, mừng quá ha. Tao tưởng đâu mày mất cái cần câu cơm rồi chứ. Làm tao dám để ráng kiếm được cái xe cũng nảy chuối á. Bữa nào con lấy lại được chiếc xe á, con đưa dì ba nảy chuối nghe. Thằng điên, tao cũng không đĩa thì đưa cho ông đĩa chứ đưa tao làm chi. Ăn hủ tiếu không? Tao làm cho, hỏi tính tiền.
con ăn rồi, con cảm ơn gì. Vậy hả? Dạ. Đi đường nào đại ca Linh Phượng? Chúng nữa đi nè. Vậy có cần tụi em đi chung không? Thôi 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 khỏi đi. Ăn lẹ đi. Vậy bớ người ta bớ ăn trộm à. Trời ơi, mày là thằng Lô nè. Ủa Lô, trời ơi, mày về thiệt rồi hả? Cháu nội bà cũng nhận ra nè. Hay bà sợ mang tiếng của con cháu nội ở tù? Mày sao? Tại vì má con nói con vài bữa nó mới về, thành bữa nay mày về thì ngay dịp đặc xá cho ra luôn. Trời, lại trời lại Phật. Dạ, nhờ ơn trời Phật thương cho thằng Lem. Không có trời Phật nào thương hết trơn. Tôi lao động tốt tôi ra thôi. Mày sao tật ăn nói hồ đồ không có bỏ. Thôi, lần này về con ráng chí thú làm ăn, nuôi thằng Lem cho nó đàng hoàng tử tế. Đừng có giống ba của tụi bay, bỏ bê tụi bay cho nên bây giờ mới ra nông nỗi này nè. Mệt quá, mới trọng ra giờ còn thuyết giáo nữa. Nhà cửa gì đâu vắng que vậy? Lớp thì đi chơi, lớp thì đi buôn bán hết trơn à. Coi có mình tao ở nhà, trong ngóc ở nhà nằm qua nhà như con chó già thôi. Vậy sướng quá nó còn than. May là có thằng Lem con của mày với con Hương, nó còn ngó ngàng tới. Chứ không người ta nằm thì tao chết mấy năm cũng không ai biết. Ủa Hương nào nội? Thì con Hương vợ thằng Lơ đó. Thôi kệ đi, đông cho vui. Vui gì nổi mà vui. Trời ơi, ta nói ngày nào cũng chửi bới la ó như cái gánh hắc bội vậy. Mà bà nội, bà qua vợ bé cũng già tôi coi chung đây không? Không ở đây chứ rút đi đâu. Thôi đi tắm nè, nghỉ ngơi chút má con về nói chuyện. Nghỉ đâu? Thì vô trong phòng má mày nè. Bên kia hết chỗ hả? Chắc rồi. Ở bên đó vợ chồng lớn phòng, rồi còn phòng thì ba mày với vợ bé, với cái đống con coi như chật nít rồi. Mà thằng Lơ đâu rồi? Ra nghĩa địa kiếm nó đi. Cái gì? Nó chết rồi hả? Chết cái gì? Nó ra ngoài ôm mấy cái nàng tiên nâu á. Giờ này mà còn hút chích hả? Nè, nè con, nè, mới về mà không ở nhà đi đâu vậy? Kiếm lời chứ đâu. Trời. Có chuyện gì vậy gì quá? Tôi muốn hỏi cậu chút chuyện vậy mà. Thằng Nâu nó gây ra chuyện hả? Không phải. Không lẽ là chuyện của Hương? Không phải luôn. Vậy là chuyện gì? Vì làm tôi hồi hộp quá. Không có gì. Tại bữa qua thấy cậu chạy xe gần đài truyền hình đó, cho nên tôi muốn hỏi ở đài truyền hình có chương trình gì mới không à? Trời đất, tưởng chuyện gì. Chuyện đó tôi không có rành đâu. Bữa hôm trước á, có một người quen nhờ chở ông già dưới Vĩnh Long á lên đăng tin tìm con gái của ổng. Ổng tên Hai Gạo hả? Bộ thằng Nâu nó nói gì hả? Thằng Nâu? Phải, thằng Nâu nó gặp ổng hỏi đường rồi nó dẫn ổng lại đài truyền hình luôn.
Thằng Nâu nó dắt ông đi hả? Dạ. Bà nói gì vậy? Thằng quỷ, bữa ông nội mới chết sao mà làm gì la làng ông sùm vậy? Không phải, bà cô chết hả? Bà cô chết làm sao con? Nó nói cho bà nội nghe. Không phải, bà cô nói á là ba con về rồi. Ba con về rồi. Dạ. Ông vậy mình đi về con. Mau gặp ba con. Mau lên. Đi. Dạ. Đi với nội. Mau. Người gì đâu có như quả, tuốt ngày cứ rình mò người khác. Lem vô con, ba con về tới rồi con. Lô ơi, Lô đâu rồi Lô? Lô, má, Lô đâu rồi má? Nó đi gặp tìm Lơ rồi. Tổ cha nó, cái thằng này mới về à, chưa chi đi ráp với thằng quý sống nữa hả? Tôi nói thiệt với má nghe, thế nào cũng móc nối nhau làm bậy nữa cho coi. Ủa bà nội, bộ ba con cũng chích xì ke giống chú Lơ hả? Một thằng á, cũng đủ mạt rệp rồi, thêm thằng cha mày nữa hả? Có nước đi móc bọc á. Ủa vậy bà nội nói á, ba con móc nối với chú Lơ là sao? Mày con nít, biết gì mà hỏi nhiều mày. Không cho hỏi thôi, con đi chơi. Ê, không có đi chơi, ra sau bếp bắt được cơm cho tôi. Đi ra sau bếp. Tưởng sao, con kêu bà nội về, bà nội sang đi nấu cơm. Ê, nấu cho ai ăn? Cho chó ăn hả mày? Con, với nội, với cô, chứ có chó nào đâu. Ừ, nói mày ăn trả treo. Mày nói nhiều trong quanh mày trời, nói nhiều, nói nhiều ra sao bếp nó cơm mày. Thôi làm gì mà đánh nhỏ dữ vậy? Đó, má thấy không? Nói tiếng nó trả treo vậy đó. Chịu hết nổi à. Con, dạ. Thấy không? Ở nhà này, cố cũng không ăn thua gì. Hả hồng chi cho bị đòn vậy con? Thôi, lo nấu cơm đi. Dạ. Chào Tiếm Hương. Ừ. Nội. Ủa con. Nội ơi. Hả? Con mua bánh bò cho nội nè. Ủa, bữa nay làm có khá không? Mua bánh bò cho nội. Dạ cũng được thôi à. Nghe nay mừng khá hả? Khá thì có tiền. Bữa nay đi chợ mua gì ngon ngon cho nhà ăn nha con. Nhưng mà con vẫn còn đồ ăn à. Con còn mà nấu cho người khác ăn. Con là dâu, không lẽ tiếc nhà chồng bữa ăn? Dạ đâu có đâu. Tại bữa trước má nói con nó không có ngon mà. Tại bữa nay có thằng Lô về mà má hết tiền rồi. Con coi cái món gì ngon ngon á, nấu cho thằng Lô ăn với nha. Hôm nay anh Lô về hả má? Mới về. Phải đó con. Sẵn con mua cái gì mừng ăn mừng anh con mới được thả nghe. Dạ con, thì để con đi à. Nhớ mua thức ăn ngon nha. Dạ. Dạ chào anh à. Cái thằng này mới về thấy má không mừng lo giùm gái không à. Ai vậy má? Con Hương, vợ thằng Lơ. Thằng quỷ Ken nó cũng có mắt nhìn quá ha. Biết lựa người ghê á. Mày mới về, đi đâu đó? Tôi đi kiếm Lơ, mà không gặp. Ôi, cái thằng này, mấy bữa nay nó đi đâu á, biết đâu mà kiếm nó. Rồi ông già tôi đâu mà má? Mới về á heo. Ê ba. Nè mày ơi, ai vậy mày? Bộ ba tính tôi ở tù rụt xương ở trong, ba mới vui lòng hả ba? Mới ra tù nói cái giọng phách lối à. Nhà tù túng như ổ chuột. Má. Toilet đâu? Chỉ chỗ tắm rửa xả xui cái coi. Ở chỗ cũ á. Mày có tắm mày nhớ kỳ cho nó sạch cái mùi tù, nghe không? Rồi xong cái hông khô rồi đốt phong long đi nghe con. Nè ông già, nói ông biết nha, thằng này không ở đây lâu đâu, ông đừng có lo. Mai mốt tôi làm mày có tiền hả? Đừng nói một cái nhà này, 10 cái tôi cũng mua được nữa. Đừng có ra vẻ với tôi à.
Ê, cái đó mày nói nghe, chứ tao thấy cái nhà này là hết chỗ trống rồi đó. Thôi mà, cũng tại mày hết trơn á. Tại mày cho nên cái nhà này nó mới tệ hại như vậy nè. Đó thấy không? Con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà. Bính đi, bính chậm chập vô. Rồi mày mốt nó dở luôn cái máy á. Lúc đó đừng có ngồi khóc nghe má. Nè nè nè, ông đi đâu vậy? Nhà có chuyện, ông không ở lại giải quyết. Định lên rảnh với quỷ cái hả? Đi đâu thì kệ tôi. Má, bởi vậy con nói với má, má nói gì chả anh gì cho nó có chuyện không biết. Còn nữa, mày có ra cái đám ôn gì đâu mà mày lên mặt dạy đời tao. Thôi nói vậy tôi không nói nữa. Mấy bữa nay bà Thanh đi đâu sao không thấy bà? Ai mà biết. Má, không lấy ý bà. Bữa nào ấy chơi bà đem cái bụng gì cho má coi á. Mày lo mày giữ nó đi, tao hết nói nó nổi rồi. Má nói vậy mà nghe được hả? Con là em của bà chứ không phải cha bà đâu mà giữ bà được. Thôi kệ nó đi, nó khôn nhờ dạy chịu. Bây giờ mà nói tới nó hả, là nó rống họng lên cãi à. Nó nói bây giờ có nuôi nó được ngày nào đâu mà la nó. Có nên hỏi nó không ta? Ăn cơm đi, má suy nghĩ gì vậy? À, không có gì đâu. Nâu à, bữa hôm qua con dắt ông già nào đó qua đài truyền hình hả? Sao mà biết? Lúc đó ba mày chở tao đi ngang, tao thấy. Má thấy sao nói nghe. Mày lúc này học ai nói mà cứ chặn họng tao hoài. Thì tại má nó mới thấy. Nhưng mà phải không? Phải. Ông đó ông dưới quê lên đây đăng tin giùm con. Rồi ông có nói gì không? Nói gì là nói gì. Thì ý là ổng nói chuyện nhà của ổng đó. Tự nhiên má hỏi ông hai gạo nó nhiều vậy. Hoa ơi, có cơm chưa cưng? Có rồi, lên ăn đi. Nâu nè, con coi ăn nhanh đi rồi còn đi mần. Ổng lên là có chuyện với ổng đó. Thôi mày dẹp đi, mày làm luôn á. Chưa ăn xong mà. Rõ rồi. Thím làm gì vậy? Tôi có ăn thịt ăn cá gì thím đâu mà thấy tôi thím sợ dữ vậy. Anh qua kiếm anh Lơ hả? Không, tôi qua đây kiếm thím. Anh kiếm tôi có chuyện gì không? Ở chung nhà thím em dâu tôi. Tôi mới về nên qua hỏi thăm thím. Nhưng mà... Những gì? Không lẽ thím sợ tôi hãm thím hả? Ba ơi! Ba! Ủa? Ba qua đây chi vậy? Lem! Dạ? Qua đây! Chú Lơ về chưa? Dạ chưa. Thím, con ngồi đây chơi với thím được không? Ngồi đây, ngồi đây. Nè, mày kêu tao cái gì? Dạ, nãy bà nội kiếm ba á. Kiếm tao chi? Con đâu biết đâu. Ủa mà ba qua phòng thím hương chi? Sơ bóng tay được không? Tao qua tao mượn bịch sơ bóng còn đâu được mày.
Mày là cái gì? Là công an hay hỏi cung thì dữ vậy? Muốn không? Bắt tao giam tao một cái nữa đi. Có đâu, xà bông bên phòng bà nội đầy nhóc đó. Ba qua bển, ba lấy đi. Khỏi cần mày lo mày. Tài lanh không. Còn mày qua đây làm chi? Mày đừng nói với tao là mày sợ móng tay móng chân mày chơi bên đũa nha mày. Mày coi chừng tao à. Mẹ. Nhìn hả mày? Tao đẻ mày ra tao nhét mày vô được nha. Để mà chơi với nó tôi về bển chút à. Dạ. Ê má. Cái gì? Má xếp cái bố cho ai à? Cho mày ngủ chứ cho ai. Cái gì? Tôi ngủ đây hả? Chứ mày tính ngủ đâu. Nè, nhà này mình nhìn coi, còn chỗ nào trống nữa. Không lẽ mày vô trọng ngủ với tao? Sao má không kêu bà nội vô ngủ với má? Kêu con Lem ra ngủ với tôi, vậy tiện hơn không? Thôi thôi, ngủ với bà. Bà ho sù sụ cả đêm, ai chịu cho nổi. Với lại à thôi, tao ngủ trong phòng mình quen rồi. Chứ không phải bà ngủ trọng. Để lâu lâu ông bị bà qua bà sụ mò xuống chứ gì. Mày ăn nói điên khùng gì vậy? Tao khó ngủ lắm. Tao không ngủ chung được với bà nội mày đâu. Tao ngủ mình quen rồi. Tao cũng không đi đâu hết. Lâu nay tao ngủ chỗ này thì tao ngủ chỗ này. Đừng có cãi cọ mất công. Hồi xưa lúc tôi làm ăn được á, má cũng xè tại xin tiền tôi. Giờ tôi xa cơ thất thế muốn đẩy tôi ra đường chứ gì. Có cái ghi bố nằm là hên lắm rồi. Ở trong tù nằm trên sàn á, mày có than không? Nè, ông nói gì ông già? Nói cho ông biết nha, không có con vợ bé với đám con quan của ông á, về đây dành chỗ á, nhà này không có loạn đâu. Tưởng tôi cần ngủ hả? Tôi chưa quậy banh cái nhà này lên là may lắm rồi á. Đừng có ai chọc điên tôi rồi nha. Lô. Lô. Thôi khổ kêu, tôi ra nghỉ để tôi ngủ. Lô. Đó, ông vừa lòng vừa dạ ông chưa? Trời ơi. Bởi vì nhiều khi tôi cứ nghĩ hoài, không biết ngày xưa mà trước khi đến với tôi, bà có ngủ với thằng nào không? Nên cứ để cho cái mối nghi ngờ nó giằng xé tâm can cái thằng này. Sao Xiên? Sao Xiên? Ông đứng lại đi. Hôm nay ông chết với tôi. Ăn nói gì kỳ vậy hả? Trời ơi, Hành ơi. Sao Xiên? Hành ơi, tao lại mày mà. Mọi người nhịn nhau chút đi. Để cho tao ngủ, để cho bà con chòm sớm ngủ nữa chứ. Trời ơi là trời, tôi lại mấy ông mấy bà. Con ơi, cháu ơi. Ở trong lâu ngày không gặp mày vẫn còn bén quá ha. Thử gì nghiệt vậy mày? Không tử sao biết mày còn bén? Tao bén kiểu đó, thử có ngày đứt tay nha con. Mày nhớ tao tên gì không? Tao tên Mèo. Mà mèo trong bóng đêm á thì lợi hại cỡ nào mày biết rồi đó. Mà nè, bộ hết chỗ hẹn sao chỗ lên và lên vậy? Không cần biết nhiều. Mày chỉ cần biết á, bây giờ tao chỉ đang buôn bán mỹ phẩm linh tinh thôi. Đại cả mày bây giờ thành doanh nhân hả? Đương nhiên. Vậy mai mốt giao dịch làm sao? Nếu sắp tới có giao dịch lớn á thì hẹn chỗ khác. À, cũng được. Lâu rồi tao chưa đi nghỉ mát. Ừ, yên tâm. Tao với mày là chiến hữu mà. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Ok. Trong đó tao móc được nhiều món mới. Sắp tới có mấy thằng ra. Quá hay rồi. Nhưng mà tao có một chuyện muốn thương lượng với mày. Nói đi. Là chuyện thằng Lơ em tao. Thằng đó lầy chết mẹ luôn. Có gì mà thương lượng? Ừ? Mày nói đám đàn em của mày đừng có đưa hàng cho nó chơi nữa. Tính làm người anh gương mẫu hả? Đó là chuyện của tao, mày không cần biết.
Sao mày không nghe đi? Không có gì, mấy con gầy già gọi mà. Hả? Phải rồi, mày mới về, cầm lấy mà sắm sửa đi. Cái này đi tiền alo. Ok, khi nào nhận hàng? Cứ từ từ. Hả? Nồi cháo từ từ cũng như. Cứ chơi vài bữa đi. Hả? Ok, tao đi à. Alo, tụi bay cứ cho thằng Lơ chơi thoải mái đi. Hả? Gì mà đổ bể từ lưa vậy? Ông ba đó rượt đuổi thằng nâu thằng lem á, sùm ở đây nè. Biểu ổng có ngon á thì giết chết tụi nó hết đi, nuôi không nuôi á mà đánh đập như đánh tù. Ở cái nhà này á ai nói được ai. Cơm chưa? Chưa. Dọn ăn đi. Đi tắm đi, người hôi rình à. Cái gì? Bữa nay mày đặt chê chồng hôi nữa hả? Ra đường gặp thằng nào thơm phải không? Trời ông khùng quá đi à. Tôi mà muốn đi á, tôi đi tám đời rồi. Không cần ông phải nhắc. Thôi đi tắm đi, hôi quá. Ê, đừng có giỡn mặt với tao nha. Ai giỡn chi? Mày á, mà lén phén với thằng nào á, tao cắt cổ luôn hai đứa bay á. Trời, mình ông chưa đủ hay sao mà tôi phải lén phén với thằng nào? Biết vậy là khôn á cưng. Thôi đi tắm nhanh nhanh đi, tôi đói rồi. Bây giờ không tắm mà cũng không ăn nữa. Bật cây quạt cho mát cái còi. Nè, ông Lơ. Về. Đợt này ông Lô ông về á, nhà cửa chật chội. Hay là mình ra mướn nhà ở riêng đi ha. Nhà không ở, mướn chỗ chi cho tốn tiền. Bây giờ nhà đông như cá mòi vậy đó, ngại muốn chết à. Bộ lúc này á, mần móng có nhiều tiền hay sao mà đòi ra riêng à? Thì ráng nhịn xài chút. Anh hứa là đợt này anh cai mà. Từ từ tính đi. Nhà mình ở đi. Không lẽ cứ chu đúc ở đây suốt đời hay sao? Ai nói suốt đời? Đợi bà nội bà chết á, chia của ra mọi người đi, rồi lúc đó mình tính. Mần ăn thì không lo, lo chia của chia nhà vậy đó. Nhà mình trước giờ ở vậy, có chết ai đâu. Thì giờ có khác gì chết đâu. Mẹ nó, bữa nay bắt chước ai mà mày đặt lý sự nữa. Để yên tao ngủ nha, tao bực mày rồi đó. Mày đi đâu à? Đi bỏ rác chứ đi đâu. Có chuyện mình mày quá vậy. Gì vậy mày? Ở trên phường người ta gửi cái gì cho ba nè. Gì vậy? Con đâu biết đâu, mấy chú trên phường nói là gửi cho ba á. Gì vậy ba?
Ai biết. Sao ba không đọc thử? Tao biết chữ đâu mà đọc mày. Vậy ba ở đây con đọc cho. Mày đọc được không? Biết sơ sơ. Con học lớp tình thương mà. Cái gì? Mày học lớp tình thương hả? Dạ, đại ca Tâm xin giùm cho con. Vậy chắc nó quen trên phường phải không? Dạ, đại ca Tâm hay nói chuyện với mấy chú trên phường lắm. Mày á, lo buôn bán phụ cho bà nội. Mới có bị lớn mà đặt đồ đi học. Nhưng con học lớp ban đêm mà. Ban đêm hả? Tôi đem nội. Để tí ra quán cà phê nhà ta đọc. Mày lao đi bán đi. Dạ. Chạy lên. Cuối tuần tụi nó bảo á. Ở đâu vậy? Ai biết, chắc Vũng Tàu á. Ờ. Đi không? Mà thôi, không biết nữa. Sao ạ? Thì tại vì mấy bữa nay đi hoài à, không có lo tiền chợ cho bà già. Bà lại nhảy nghe nhức đầu muốn chết à. Tiền phải không? Nè. Đâu nhiều tiền dữ vậy? Tiền của tôi. Ừ. Quỷ, sao mày ngồi đây? Học hành cái kiểu gì vậy hả? Mày, trời ơi, mày đem tiền mày cho gái hả? Gì má, má nói kỳ má. Trời ơi là trời, con ơi là con, ngốn ơi là ngốn. Mày bắt trước ai mà mày khôn nhà dễ chợ vậy hả? Mày về nhà mày lừa gạt tiền của cha mẹ mày, mày đem tiền mày cho gái. Thôi mà má. Má cái gì? Con này nè. Con ma nữ đây là con nào đây? Ê, bà nói em ma nữ vậy hả? Trời ơi, nó kêu ê cái bà kia kìa. Tôi chưa chọc ghẹo vậy bà nha. Mày con gái nhà mày mất dạy vậy mày? Hả? Mày không ma nữ sao mày xúi dục con tao vậy đó? Gạt tiền của tao đem cho mày. Má, má càng nói càng sai luôn á. Sai cái gì? Ai thèm xúi con bà? Con bà, tự bà ráng bà dạy đi. Tự nhiên đổ thừa cho tôi. Trời ơi, cái con này mất dạy kìa. Mày á nha mày. Má đi về đi ngoài đường mà má. Ngoài đường cái gì? Bây giờ mày sao? Mày muốn binh con quỷ này, mày kiếm chuyện với tao phải không? Ê mày, đổ thứ gây hư. Mới tí tôi đầu mày đặt chèo kéo tiền của trai rồi à. Bà ăn nói cho đàng hoàng nha. Cái này là con trai bà tự nguyện. Tưởng tôi thèm lắm hả? Không thèm. Còn cái ông này nữa, sau này đừng có rủ tôi đi đâu nữa nha. Ê, mày thấy chưa không? Thanh. Không, không, không. Mày đứng lại đó. Thằng quỷ sư. Ê, má đi về đi. Trời ơi, thằng quỷ. Mày về đây, mày biết tay tao nha mày. Đừng có con trời đánh gì đâu không à. Vô. Vô. Con như mừng ông trở lại mấy nhà xưa. 100% nha mày. Vậy bữa giờ hôm nay mới nhậu mày á. Dạo này nhà làm ăn sao? Tôi mà mần ăn được cái gì? Vậy à, không mần ăn tiền đâu mà chơi hàng. Thì chôm của Hương. Giờ có anh hai về rồi. Có gì cứu bồn em này nha. Cứu cái đầu mày chứ cứu. Lo cai đi nha. Có tiền núi cũng sạc á. Giờ ông biểu tôi đi cai á, chẳng khác nào ông kêu tôi đi chết còn sướng hơn. Mày mà không cai á, con vợ mày chịu nổi không? Thì tôi cũng đang định kiếm cái gì mần ăn nè. Ê mà nói chuyện tề thiên hả mày? Ai giao việc cho thằng nghiện như mày làm? Muốn bán nhà hả? Mai mốt anh về rồi, có mần gì á chia sẻ cho em út kiếm cơm. Mày kiếm cơm mà kiếm thuốc. Cái gì cũng được. Coi bộ á, ông lấy bà Hành rồi đó nha. Hở ra là móc họng móc lò hả? Vô đi.
Còn già sao? Dạo này ông bằng gì? Ổng đẻ một điều, cơm bưng nước rót, tiền cử có người lo. Suốt ngày nhõng nhõng đi đá gà chứ làm cái gì. Ổng gì mà cũng tính hay á. Rinh được bà nhỏ về vàng rủng rỉnh rồi, khỏi cần phải lo, đúng không? Cũng sắp cạn rồi. Dạo này tôi thấy ổng bả cãi nhau suốt ngày à. Nhà mình dạo này nhộn nhịp lắm hả? Nhộn nhịp con mắt tôi chứ nhộn nhịp. Bực mình muốn chết luôn á. Tôi trông bà nội bán nhà, giải tán, chia tiền mỗi người một ít. Dễ gì bà chịu. Mày nằm mơ hả? Ủa đây. Rồi nè, tình hình hàng họ dạo này sao rồi? Nói chung cũng êm, nhưng mà mua thuốc hơi cực. Sao vậy? Nguyên khu này giờ chỉ có tụi đàn em mèo có hàng thôi, mà tụi nó thay đổi địa điểm liên tục hà. Còn vợ mày, nó có nghiện không? Không. Nó là con nhà lành á, suốt ngày chỉ biết xách giỏ đi mần móng tay móng chân thôi. Đã vậy á, còn bị bà già lột tiền hoài à. Mày cũng biết lừa vợ quá ha. Hồi đó cũng đổ máu mới cua được nó chứ bộ. Nói gì ghê vậy? Thì đó, nó xém bị tụi đàn em bên xóm Gò Mã làm thịt. Tôi ra mặt mới cứu được nó đó. À, anh hùng cứu mỹ nhân á. Mà số ông đó xui tận mạng. Tưởng gặp anh hùng, ai dè gặp tiên ông. Anh em lâu ngày gặp nhau đừng có cà khịa à nghe. Thôi thôi, giỡn chút thôi mà. Làm gì thấy ghê vậy? Anh em à, uống miếng đi. Ai đó? Con không có ông bà ngoại luôn sao má? Tao đã nói rồi, tao không có cha mẹ gì hết. Hổ rồn hổ ren hoài. Em tính nhờ anh xin giùm em học lớp uống tóc miễn phí ở hội phụ nữ. Để rồi, để anh hỏi giùm cho. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha. Đức mẹ mày rồi. Mày chơi tới mức này, thấy thím đẹp như vậy nên tôi khen, được không? Nè, tôi đẹp dâu của anh đó. Thằng mèo không phải là người tốt đâu. Tôi mà dính dáng tới nó chỉ nước quả vào thân thôi. Em với ông mèo có gì đâu, chỉ là quan hệ làm ăn thôi. Đứa trước dạy chục đi, cần thì cái chẩn đầu có tiền liền. Bà ngứa miệng hả? Đồ bà già rất là con nít. Tìm dùm một ngày hạnh phúc thôi. Vì sao giọng có mãi kêu đến đau thương. Anh làm gì vậy? Đẻ tôi với thằng Nâu á cũng giống như ông đẻ ông Lơ với ông Lô vậy thôi. Thú vui của ông mà, cái gì cao cả đâu mắc kể. Con này, mày học ở đâu mà cái kiểu ăn nói mất dạy vậy hả? Còn lại cánh xa sáng dưới mái những giọt sương đêm cũng tan dưới mặt trời. Vì sao hạnh phúc tôi nhìn trễ rồi sao tiếp? Bây giờ bà có chịu đưa tiền cho tôi không? Trời ơi, tôi đã nói với ông rồi, bao nhiêu tiền mang theo tôi đã xài hết rồi, còn đâu nữa? Vậy chứ tiền ông già bà đưa cho bà đâu? Đưa đây. Trời ơi, tôi xài hết rồi mà.